Làm bài kiểm tra cũng không có khấm khá hơn lần trước lắm ha. Bữa giờ nào chưa có xong á thì nhớ nộp bài. Mình học ấy, vô trong Bách Thanh Á ngày càng nó càng nhiều, nó càng rối. Phải biết mình đang ở vị trí nào, ở đâu. Không thôi đó là mình học rồi cái nó mơ mơ hồ hồ, mơ màng rồi không biết là mình đang học cái gì tới đâu. À, cho nên phải nắm cái khung, mà cái khung đó là cái khung ở đâu, ở trong cái mục lục. Đang hỏi mình cái mục lục á, cấu thành nội dung vị trí đó, không biết là mình có thấy cái nằm ở đâu không? Trong cái mục lục mà một cái phần mà cấu thành nội dung vị trí đó, thấy chưa? Nếu mà mình không biết là hỏi cái đó là hỏi ở đâu nữa, là không biết đường đâu mà mình trả lời, không? Rồi á, cái khốn khổ thai, mới học cái hôm bữa xong qua bốn phần pháp, tức mình học phần bốn phần pháp rồi đúng chưa? Cái bây giờ cho bốn phần pháp, nhưng mà cho công thức của bốn phần pháp, lật ra xỉu hết trơn. Sao mà toàn là bất thiện không vậy trời? Akusala với Nakusala, hai cái này đâu có giống nhau đâu. Quá cẩu thả, nhìn tầm bậy hết trơn. Học bốn phần pháp, học bốn phần pháp rồi đúng chưa? Mình đã học bốn phần pháp rồi. Đúng không, đúng không? Không biết có nhớ không ta, học xong rồi không biết có nhớ không ta. Học đó nè, lại nghe cái phần này luôn nè. Đây, phần pháp đối nghịch à, Thamma Bacchaniya Naya. Đấy, đấy nè, là bài cái công thức là lấy đúng là cái công thức này này. Mà sao mà phiên dịch ra đồng hồi toàn là cái gì pháp bất thiện không hà? Trời ơi, nó trớt mà nó trớt xa luôn đó. Hiểu không? Rồi còn phải cái chỗ này á, khi mà mình gặp lệnh á, đi bên á, thì nó lòi ra đây là cái gì phải trình bày liền. Trả lời cho công thức, đây là công thức gì? Công thức vị trí của pháp đối nghịch. Đó, đó mình phải nói rõ, tức là mình đây, cái công thức này là ná ná nè, đây là đối nghịch nè, thuận tùng đối nghịch. À, đối nghịch thuận tùng đối nghịch, nó có bốn phần pháp. Thì như vậy khi thấy cái công thức là ngay lập tức mình phải biết ngay trả lời liền, đó là công thức của pháp đối nghịch, Dhammapaññāyāna. Còn chậm lắm, phải nhanh hơn. À, các bạn về là phải ghi công thức và thuộc công thức sáu nhóm vị trí là thầy chưa có rớ tới đó, chứ bây giờ mà rớ tới là coi chừng ở nhà, coi chừng không có nhớ gì đó. Rồi bây giờ là qua tới bốn phần pháp á, là bốn loại công thức của bốn phần pháp. Cái phần pháp thuận á, thuận tùng thì nó dễ rồi, nó giống như trước thôi. Nhưng mà đối nghịch nè, rồi đối nghịch thuận tùng và thuận tùng đối nghịch, ba cái phần phía sau là mới hoàn toàn, cho nên phải nhớ công thức của nó. À không, và na chứ không phải là a. Cho nên là nhớ nha, đây là pháp thực tính phi thiện, liên quan thực tính phi thiện khởi sanh này đạt vị trí do bởi nhân duyên đó. Đầu tiên là mình phải gọi được tên của cái công thức này là cái công thức gì, rồi sau đó bắt đầu mình mới giải thích thành phần ở trong cái công thức ra.
Hiểu không? Kiểu này chắc phải mở riết cái lớp bổ trợ Bát mới quá, đang cho đi học bổ túc thêm. Chứ buông ra là không nhớ gì cả, không nhớ thì không có phân tích vị trí được. Bữa nay là mình đi tiếp cái phần thứ tư đúng không? Đấy là mình nói về pháp nghịch thuận. Thuận nghịch là mình cũng học rồi nhỉ, ở trên đấy không, thuận nghịch rồi. Pháp nghịch thuận thamma bất cha ni ya nu lô ma na ya, trình bày mẫu đề theo hình thức kết hợp giữa đối nghịch và thuận tùng. Đối nghịch và thuận tùng nha, tức là chủ ngữ trình bày kiểu khẳng định. Chủ ngữ nha, chủ ngữ là trình bày khẳng định, mà chủ ngữ là hiện tại đây là khẳng định. Phụ ngữ trình bày theo kiểu phủ định. Phụ ngữ tức là cái yếu tố kèm theo để mô tả cho cái hiện tại đó. Vì thấy nó rất là hay khi mà nói là không có nên sống trong quá khứ, không có nên ước vọng tương lai, hãy sống trong hiện tại nhân dân, thì hãy vô Bát Tha Ná mà coi tất cả những điều đó. Tất cả những cái câu ở trong Bát Tha Ná đều thể hiện cái đó, đúng bon như thế hả? Ví dụ trong cái này khi nói về pháp cái thuận nghịch đi, lấy chủ từ làm chuẩn, chủ từ ở hiện tại thì cái phụ từ nó trợ cho cái chủ từ, là cái phụ từ đi trước. Nhìn như công thức sẽ gì, na kusala à, nó sẽ trợ sanh cho kusala à, cái kusala đó đó là trình bày kiểu khẳng khẳng định là chủ chủ từ à. Về cái pháp ở đằng trước là cái pháp quá khứ, pháp đằng sau là pháp hiện tại. Vậy thì đó, cái quá khứ nó trợ cho cái hiện tại đó được sanh khởi lên. Theo cái kiểu gì? Theo cái kiểu nghịch nghịch thuận. Được không? Nghịch thuận mình gọi đó là phần pháp nghịch thuận à, thì đó là nghịch đi trước làm duyên cho thuận đi sau, tức là đi theo chiều nhân quả luôn đó. Nhưng mà khi mà mình phát biểu thì mình phát biểu ngược lại, quả có được do bởi nhân. Pháp thực tính thiện liên quan pháp thực tính phi thiện chứ không phải là bất thiện nha. Bất thiện là mấy pháp? Là một pháp. Phi thiện là mấy pháp? Là nhiều pháp. Bỏ cái thằng thiện ra còn lại được hết. Quý vị hiểu phi thiện và bất thiện nó khác nhau không? Cái nào không rõ không hiểu là hỏi lại nghe. Phi thiện là nó khác với bất thiện nha, không có giống nha. Đúng rồi, nó có thể là vô ký cũng được, nó có thể là bất thiện cũng được. Còn mình ghi bất thiện không là mình loại mất 1/2 cái ngoại duyên của người ta rồi đó. Tên theo Pali của tứ phần pháp, hay là cái đề mục đấy, được trình bày theo khuynh hướng thời gian từ quá khứ lên hiện tại, tương đồng với công thức lấy vị trí. Nếu mà xét theo cái Pali á, theo cái đề mục á, theo cái đề mục của Pali á, Thamma Bacchani Ya Nuluma Naya là công thức đi theo cái tên đó. Nhưng mà cái phát biểu thì ngược lại, lấy pháp hiện tại làm chuẩn để xem xét thứ gì trợ nó xuất hiện. Đó là phát biểu, tức là phát biểu cái câu Pali á, hổm mình ghi cái câu Pali rồi đúng không? Ở trên nè, đó. Kusalang thammang paticca na kusalocca na akusalocca. Đó, thì như vậy cái mà nakusalo nakusalocca nakusalocca phần phía sau đó, cái phần đó đó nó rất là quan trọng á. Phần đó là phần chính.
Như vậy thì lấy cái hiện tại làm chuẩn trong phát biểu, còn đề mục á thì đi theo đúng cái công thức á, thì đi theo đúng cái cấu trúc của đề mục thôi, chứ không có xét cái liên quan nhân quả. Còn phát biểu thì nó liên quan nhân quả, cho nên lấy quả lên xem xét coi nhân nào sinh ra, chỉ cần nhớ như vậy là được. Tức là mình nhớ hoặc công thức hoặc phát biểu thì mình có thể truy nguyên được về cái kia, chứ không phải là mình nhớ hết. Nhớ hết thì đôi khi nó cực, nhớ một cái rồi mình truy ra theo cái liên quan, hiểu không ta? Từ một cái thiện nó trợ cho một cái thiện sanh lên, người ta thấy được rồi, người ta hỏi chứ ngoài cái thiện đó còn cái gì trợ cho cái thiện này không, thì nó là phi thiện. Tức là bắt đầu nó bung cái tập ra, từ xét ở trong cái tập đồng đẳng bắt đầu tiếp tục xét trong cái tập phân bù, và quét như thế toàn bộ cái pháp võng không sót cái chỗ nào hết. Thì như thế là mình mới thấy được cái trí tuệ uyên thâm của Đức Phật, cái tuyệt vời vô cùng luôn. Mà không biết có ai thấy tuyệt vời không nữa. Nhiều khi mình tự mình phân tích cái mình thấy tuyệt vời hơn, chứ người ta học người ta thấy mệt gần chết. Gì thì cứ nghe lời thêm. Ghi đi.
Không hiểu lắm là nhớ hỏi lại nha. Rồi tiếp nha, đó là bốn bốn phần pháp là xong rồi đó. Bây giờ tới là lấy bốn phần pháp kết hợp vô sáu nhóm vị trí, từ bốn phần pháp từ sáu nhóm vị trí hai cái này mix với nhau thì nó ra này: bốn phần vị trí tam đề, bốn phần vị trí tam đề ráp vô nha, bao gồm là vị trí tam đề thuận, à, vị trí tam đề nghịch, vị trí tam đề thuận nghịch, vị trí tam đề nghịch thuận. Đó, ráp vô là nó ra nùi 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 luôn. Vị trí tam đề thuận thì đây quý vị thấy ngay pháp bất thiện, có xin lỗi, pháp thiện liên quan đến pháp thiện khởi sanh như bởi nhân duyên, à, cái đó là vị trí tam đề thuận. Cái này thì học rồi đúng không, dễ ở trong cái phần mà vị trí tam đề thuận hay là vị trí tam đề mình học đấy chính là vị trí tam đề thuận. Thì từ ban đầu mình chỉ có ba cái mới thôi, là cái đó là cái mình mới học. Vậy thì có chín vị trí tam đề thuận của tam đề thiện chưa? Đó là tam đề, đề thuận, pháp thuận, tam đề, pháp thú, thamma, dulo, ma, thi ca, bạch, nhớ công thức cho đúng nha. Thuận xong rồi tới nghịch, nghịch là nakusala, nakusala một cái tam đề đó là nó ra chín vị trí,
Mà bây giờ nó chia nhân cho 4 phần pháp nữa, nó ra 36 kiểu vị trí. Thấy là nó nhiều kinh khủng lắm. Con số hải hùng xương gió không à. Học tới đâu mà thấy rối rối á, là ngay lập tức mình á, phải cho nó chạy lại cái dòng lệnh ngay từ ban đầu ấy, quay ngược thì đầu tiên chạy ngược xuống à, chạy 1-2 lần như vậy đó thì nó mới thuần được. Khi mà mình nhìn vô cái mình thấy rối rối quá phải chạy lại liền từ đầu, học cái gì rồi, cái gì đưa đến cái gì bây giờ là cái gì. Cách học bát thanh á là nó phải vậy đó.
Ngày tiếp ha, nhiều bạn cũng đã xong này. Vậy thì còn hai loại nữa là vị trí tam đề thuận nghịch. Vị trí tam đề thuận nghịch. Công thức là đi theo cái tựa đề hay cái tên gọi, còn phát biểu là đi ngược lại đằng sau lên của công thức. Ví dụ pháp phi thiện, nương nơi pháp thiện mà sanh do bởi nhân duyên. Rồi vị trí tam đề nghịch thuận, nghịch là nạ kusala lạ, sanh ra kusala, thì khi mà phát biểu thì là cực kusala, được đưa lên trước, rồi nó mới được sinh ra là do bởi cái thằng nạ kusala. Là thêm hai cái tam đề nữa theo kiểu của bốn phần phần pháp. Rồi bây giờ đó mình là xong bốn phần pháp. Vậy thì bây giờ mình ráp bốn phần pháp với tất cả các kiểu tam đề vị trí. Ráp bốn phần pháp với tất cả các kiểu tam đề vị trí. Giờ mình lấy tam đề thiện làm chuẩn, với ba chi thiện, bất thiện, vô ký. Vậy thì đầu tiên mình là tạo ra các cái nhóm vị vị trí trước, tức là có mấy nhóm vị trí tam đề. Tam đề khi phối hợp vị trí nó ra bao nhiêu vị trí? 9. Rồi chúng ta làm ha, tuần tự là 9 kiểu tam đề vị trí trước, rồi sau mỗi kiểu tam đề vị trí mình chẻ làm bốn nhánh để mình nhìn thấy cái mạng lưới biến đổi các pháp của nó. Hiểu không ta? Đây mình vẽ ra cái mạng lưới công thức bốn phần tam đề vị trí. Đối với tam đề thiện. Công thức thôi. Tùy theo mình thiết kế sao cho nó đẹp. Thí dụ như đó là mình thiết kế là từ cái tam đề thiện ba chi, lấy ba chi thiện ở mức 1, xong cái mình tủa nhánh ra là 9 kiểu vị trí, tức là 9 kiểu phát thú. Từ mỗi cái kiểu phát thú cái mình tỉa ra bốn phần tam đề để mình thấy mạng lưới biến đổi của nó. Không hiểu là hỏi lại nghe trời, thấy im ru ru à. Ok.
Dạy cái này nhiều khi nó hồi hộp lắm rồi, bởi không biết bệnh có hiểu cái gì không nữa.